Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hỏi Đáp chia sẻ kiến thức nha khoa của Nha khoa Lê Đông. Tôi là bác sĩ Thùy Linh, bác sĩ trực thuộc Nha khoa Lê Đông. Đau ngực buốt là một trong những triệu chứng mà rất nhiều người mắc phải. Tuy nhiên, vì đây không phải là một triệu chứng gây nguy hiểm nên thường bị xem nhẹ. Thế nhưng, ê buốt răng lại ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình ăn uống, sinh hoạt của người bị. Thậm chí, nếu không được chữa trị kịp thời, tình trạng ê buốt răng tăng nặng, ảnh hưởng đến dây thần kinh nằm trong răng và có thể dẫn tới viêm tủy. Vậy ê buốt răng là gì? Nguyên nhân và cách điều trị ra sao? Hãy cùng chúng tôi theo dõi video này nhé. Răng ê buốt là gì? Ê buốt răng hay còn được gọi là răng nhạy cảm là tình trạng răng miệng tương đối phổ biến, thường xuất hiện ở nhiều người, gây ra cảm giác khó chịu mỗi khi ăn uống đồ nóng lạnh hoặc đồ quá cứng. Thông thường, một chiếc răng khỏe sẽ được bao bọc bởi lớp men răng cứng chắc bên ngoài. Nó có vai trò bảo vệ lớp ngà răng, nơi chứa hàng ngàn những ống ngà dẫn đến các dây thần kinh xung quanh răng. Còn chân răng sẽ được lợi bao bọc và bảo vệ. Khi men răng bị bào mòn hoặc đã bị sứt mẻ, đường viền lợi bị tụt, làm cho các lớp ngà bị lộ ra ngoài. Lúc này, nếu phải tiếp xúc với các yếu tố nóng, lạnh, có tính axit qua thức ăn sẽ khiến cho dây thần kinh bị kích thích và gây ra hiện tượng bị ê buốt răng. Nguyên nhân gây ra tình trạng răng bị ê buốt chủ yếu chia thành hai nguyên nhân chính sau đây. Một, nguyên nhân sinh lý. Trong những nguyên nhân gây ra tình trạng ê buốt răng có thể bắt nguồn từ những nguyên nhân sinh lý hoặc do các thói quen sau. Vệ sinh răng miệng không đúng cách. Một trong những nguyên nhân đầu tiên gây ra ê buốt răng chính là việc vệ sinh răng miệng sai cách. Khi thói quen đánh răng quá mạnh, sử dụng bàn chải lông cứng và đánh răng quá nhiều lần trên ngày có thể gây ra mòn răng, làm hại men răng. Từ đó, vi khuẩn có trong các loại thực phẩm sẽ có nguy cơ tấn công, gây hại tủy răng và khiến răng trở nên nhạy cảm và dễ bị ê buốt. Lạm dụng nước súc miệng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bị ê buốt răng phổ biến ở nhiều người, bởi trong thành phần của một số loại nước súc miệng đều có tính axit cao. Nếu người bệnh có lớp men răng yếu và mỏng, ngà răng bị lộ ra ngoài khi tiếp xúc với nước súc miệng sẽ khiến răng trở nên nhạy cảm và làm nghiêm trọng hơn. Thường xuyên nghiến răng. Việc nghiến răng mỗi khi ngủ là thói quen xấu gây ra tình trạng ê buốt răng, khiến răng có thể bị bào mòn. Lạm dụng thực phẩm có tính axit. Nhóm những thực phẩm này thường tác động trực tiếp đến men răng và gây ra cảm giác ê buốt khó chịu. Trong đó, phổ biến nhất là ngũ cốc, đường, sữa, soda. Ngoài ra, hiện tượng ê buốt răng xuất phát từ việc lạm dụng một số những thủ thuật nha khoa như cạo vôi, làm láng chân răng, tẩy răng hoặc bị sai lỗi kỹ thuật trong quá trình phục hình răng. Tuy nhiên, nếu răng bị ê buốt vì những lý do trên, trong khoảng từ 2 đến 3 tuần, người bệnh cần chủ động chăm sóc răng để giúp cải thiện được tình trạng răng miệng. 2. Nguyên nhân bệnh lý. Bên cạnh những nguyên nhân gây ê buốt răng do thói quen sinh hoạt hàng ngày và thủ thuật nha khoa, thì tình trạng này cũng có thể đang cảnh báo những bệnh lý khác, điển hình như tình trạng sâu răng, viêm lợi, viêm nha chu, teo lợi. Tốt nhất là bạn cần đến ngay nha khoa để được các bác sĩ tư vấn cũng như chẩn đoán bệnh sớm nhất có thể. Ê buốt răng cảnh báo bệnh gì? Tuy tình trạng răng bị ê buốt chưa phải là vấn đề nha khoa nghiêm trọng, nhưng trong số những trường hợp dưới đây có thể là dấu hiệu của những bệnh lý răng miệng, cụ thể như sau. 1. Teo rút lợi tự nhiên. Những người ở độ tuổi ngoài 40, lợi thường có dấu hiệu bị teo rút và để lộ ra phần chân răng. Đây là phần răng không được men răng bảo vệ nên thường khá nhạy cảm, dễ bị ê buốt. Nếu tiếp xúc với những loại thực phẩm quá nóng hoặc quá lạnh, đồ ăn khô cứng. Chính vì vậy, nếu tình trạng ê buốt răng xuất hiện và phần chân răng có khoảng trống bất thường, cần phải đến ngay nha khoa để được sự tư vấn chám cổ chân răng. Việc sử dụng các biện pháp này khi lợi bắt đầu bị teo, tụt, giúp bảo vệ răng được lâu dài và tránh nguy cơ bị rụng răng. Thứ hai, mắc bệnh lợi răng. Những mảng bám cao răng tích lũ lâu ngày do việc vệ sinh răng miệng sau khi ăn không được kỹ lưỡng, lâu dần sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển trong khoang miệng của người. Khi tình trạng bệnh ở mức độ nặng, có thể dẫn đến phá hủy ổ răng. Trong đó, người bệnh sẽ thường gặp phải tình trạng viêm lợi khi các mô mềm quanh ổ răng bị sưng đỏ, tạo mảng bám và gây chảy máu. Bệnh lý này thường tăng nguy cơ mắc các bệnh nha chu, tác động tiêu cực đến sức khỏe răng miệng và thậm chí gây mất răng. Thứ ba, viêm nha chu. Nếu vẫn chưa biết răng bị ê buốt là vì sao, thì viêm nha chu cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đây là bệnh lý mà khá nhiều người gặp phải, đặc biệt là người già, người trung niên, gây đe dọa nguy cơ bị mất răng cao. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, nguyên nhân dẫn đến viêm nha chu chủ yếu là do sự phát triển của vi khuẩn bên trong những mảng bám trên răng. Nếu người bệnh không thường xuyên vệ sinh răng miệng kỹ lưỡng sẽ tạo điều kiện cho mảng bám tích tụ, sau đó khoáng hóa trở thành cao răng với lượng vi khuẩn lớn. Những vi khuẩn này không ngừng phát triển, có thể gây ra tình trạng viêm lợi, phá hủy mô răng, khiến bệnh nhân bị chảy máu chân răng, lợi sưng và dẫn đến hôi miệng. Thứ tư, sâu răng. Sâu răng là một trong những tình trạng có thể dẫn đến ê buốt răng khi mang thai, khi các mô cứng của răng bị tổn thương do sự phá hủy khoáng hóa gây lên. Nguyên nhân chủ yếu của quá trình bào mòn làm hỏng men răng này
là do sự tấn công của vi khuẩn tồn tại ở những mảng bám. Theo các nha sĩ cho biết, đây là một trong những bệnh lý răng miệng phổ biến nhất, không chỉ ở trẻ em mà còn ở người lớn. Nếu tình trạng sâu răng không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, có thể để lại những ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lớp bên trong của răng, gây ra nhiễm trùng nặng và có nguy cơ bị mất răng. Thứ năm, nứt răng hoặc nứt do vết chám cũ. Các vết nứt do tổn thương răng kéo dài tới tận chân răng và gây ra cảm giác bị e buốt mỗi khi ăn đồ nóng lạnh. Nếu nhận thấy bản thân đang có dấu hiệu này thì hãy đến cơ sở nha khoa để được các bác sĩ tư vấn cụ thể các điều trị phù hợp. Trong một số trường hợp, trước đó người bệnh thực hiện thủ thuật chám răng hoặc chám cổ chân răng thất bại, chưa đạt đủ tiêu chuẩn khiến răng bị nứt, vết chám sau thời gian ngắn. Điều này cũng có thể gây ra tình trạng e buốt gây khó chịu và khiến nhiều người bệnh lầm tưởng đây là bệnh lý về răng miệng. Ảnh hưởng của e buốt răng tới cuộc sống của bệnh nhân. Trên thực tế cho thấy, e buốt răng là triệu chứng, không phải là bệnh lý răng. Tùy theo mức độ nghiêm trọng mà tình trạng này xảy ra ít hay nhiều, đều gây phiền toái đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, nhất là không thể ăn những món ăn yêu thích và làm ảnh hưởng đến tâm lý. Tuy nhiên, nếu e buốt răng là triệu chứng của các bệnh lý răng miệng, thì người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan, bởi khi sâu răng, viêm nha chu, viêm lợi không được điều trị sớm có thể gây ra những ảnh hưởng sau. Mất ngủ khiến cơ thể bị suy nhược, những cơn đau răng e buốt kéo dài khiến cho người bệnh cảm thấy mệt mỏi, kém ăn, gây mất ngủ, đặc biệt là về đêm. Lâu dần, cơ thể sẽ cảm thấy bị uể oải, tinh thần giảm sút, kéo theo những vấn đề về sức khỏe. Mất tự tin khi giao tiếp. Nếu tình trạng e buốt do các bệnh lý về răng gây nên, có thể khiến hơi thở có mùi khó chịu, vùng lợi bị chảy máu, sưng đỏ. Những triệu chứng này sẽ khiến người bệnh cảm giác tự ti mỗi khi giao tiếp hàng ngày, tăng nguy cơ mất răng cao. Khi e buốt răng do sâu răng, tụt lợi, viêm lợi hoặc do các bệnh lý khác gây nên, có thể dẫn đến nguy cơ bị mất răng nếu không được điều trị sớm. Lúc này, người bệnh bắt buộc phải trồng răng giả, mất đi hàm răng tự nhiên. Điều trị e buốt răng như thế nào? Dựa trên nguyên nhân gây ra tình trạng e buốt mà người bệnh sẽ có những biện pháp điều trị phù hợp. Trong đó, có 3 phương pháp chính sau. 1. Điều trị tại nhà. Người bị e buốt răng nhẹ có thể sử dụng các bài thuốc dân gian để tạm thời làm giảm triệu chứng. Bạn có thể tham khảo một số cách sau. Súc miệng bằng nước muối, kháng khuẩn, kháng viêm và loại bỏ được tình trạng răng bị e buốt hiệu quả. Bạn chỉ cần áp dụng việc súc miệng 2-3 lần một ngày và thực hiện khoảng 2 tuần sẽ thấy tình trạng thuyên giảm. Điều trị bằng thuốc Tây y. Trên thực tế, không có loại thuốc điều trị e buốt răng nào điều trị được chứng bệnh này. Đa số các loại thuốc chỉ là gel bôi chống e buốt tạm thời. Tuy nhiên, vẫn có một số loại gel bôi tại chỗ gây kích ứng nhất định. Với cách điều trị này, để đảm bảo an toàn, bạn có thể xin ý kiến của nha khoa trước khi sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng một số loại thuốc giảm đau dưới sự chỉ định của nha sĩ khuyên dùng, như nhóm thuốc giảm đau paracetamol, nhóm thuốc aspirin và một số loại thuốc kháng sinh như họ beta-lactam và metronidazole. Bên cạnh đó, có thể giảm e buốt răng bằng cách bổ sung các loại vitamin A, C, B1, D3 và canxi. Các dưỡng chất này có khả năng hỗ trợ tái tạo men răng, giúp răng luôn chắc khỏe. Điều trị tại nha khoa. Trong trường hợp không thể áp dụng hai cách điều trị trên, người bệnh cần đến ngay cơ sở nha khoa để được các bác sĩ thăm khám và điều trị dứt điểm tình trạng này bằng những biện pháp sau. Loại bỏ triệu chứng bệnh viêm lợi răng. Các nha sĩ sẽ thực hiện cạo vôi răng, làm láng chân răng dưới đường viền lợi. Nếu bệnh nhân bị viêm lợi nặng, cần phẫu thuật, sau đó mới sử dụng kháng sinh chống viêm. Điều trị tủy. Nếu tình trạng bị e buốt răng do sâu răng gây ra, người bệnh sẽ cần phải được điều trị tủy trong khoảng từ 1-2 tuần. Sau đó, tủy nhân tạo sẽ được đưa vào và thay thế phần tủy răng bị hỏng. Chám chân răng. Thông thường, với trường hợp bị e buốt răng nặng, bác sĩ sẽ chỉ định phải chám răng để không làm ảnh hưởng đến những răng khác xung quanh. Nhổ răng. Đây là cách chữa e buốt răng cuối cùng nếu tình trạng viêm lợi, sâu răng quá nặng và không thể phục hồi răng tự nhiên. Sau khi nhổ răng, nha sĩ sẽ khuyên người bệnh nên trồng răng giả hoặc lắp chụp bọc răng để đảm bảo tính thẩm mỹ cho răng. Giống như các triệu chứng bệnh lý về răng khác, dù là những thủ thuật đơn giản nhưng nếu không được các bác sĩ có kinh nghiệm, tay nghề cao chẩn đoán và điều trị, rất có thể gây ra những biến chứng không mong muốn. Bởi vậy, tìm một cơ sở nha khoa uy tín, an toàn và đảm bảo để điều trị răng là vô cùng quan trọng. Nha khoa Lê Đông với 30 năm hình thành và phát triển luôn tự hào trở thành địa chỉ cung cấp các dịch vụ nha khoa uy tín hàng đầu. Khách hàng khi điều trị e buốt răng tại nha khoa Lê Đông sẽ được sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, giá cả phù hợp nhất, quy trình chuyên nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn, chăm sóc tận tình chu đáo, cam kết bảo hành tận tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay muốn tư vấn giải đáp gì về chủ đề này, bạn hãy để lại comment bên dưới. Tôi và đội ngũ bác sĩ tại nha khoa Lê Đông luôn đồng hành cùng bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một địa chỉ nha khoa uy tín về niềng răng, bọc răng hay trồng răng, hãy liên hệ với nha khoa Lê Đông qua số điện thoại hoặc tham khảo địa chỉ nhakhoaledong.vn để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.